Ok, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu video mới. Hay video ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục video ngày mốt. Đây chúng ta sẽ tiếp tục setup cam thì mới được xây HTML hay năng CSS. Đây chúng ta sẽ prao chiều phê ở text editor hay đảm biến chúng ta Visual Studio Code. Phần tại vì nó mình được rớp xây tiếp được chiếc sắp lãnh text Notepad++ và Atom hay đảm biến chiếc ra tiếp. Chắc là bây download này ai cho trong description là bây chọc lưu link download nó khẳng khóng nóng của bán rồi có search biệt thả Visual Studio Code download. Nếu bây giờ search nhé trong browser hơi dường chọc cho link nơi khẳng lưu kê ní. Đây nên thấy khởi bài nó còn phải chọc cho rất cứ vì mình chúng được bây giờ mẹ nè Brow Windows Linux hơi nóng Mac. Nhưng chẳng nhóm của bông đập Brow Windows chẳng nhóm xong chọc vô user installer. Hồi 64 bit pro laptop nhóm ran 64 bit. Rồi bây chọc hơi vì xua thay chọn đặt download từ trong folder mới nè tam browser bỏ này từ ngọc nhé chẳng nhầm select folder ấy hết nó phải được việc download hết cứ dừng chỗ được trong folder để dừng đặt cái nó ở việc download nữa hay dừng double click từ file để dừng mà download hết nữa hay dừng chọn run hết chỗ từ đó cái này cứ chỉ cái này để install rồi dừng chọn vô agree hay chọn next hay bắt đầu một tiết cứ dừng agree từ column để create desktop icon nó phải dừng agree tới cứ việc nó bắt đầu chia shortcut mới từ desktop dừng hay nên cái chọn install đó. Tiếp đến là cái install Visual Studio Code rồi hay dương chọn được trong Visual Studio Code nó. Hay nó về đây dương chọn mà đó cứ nên cái khởi bài này về dương chọn tờ bóng. Cứ miền tab một, miền biệt là welcome hay chẳng ạch bật tab nó có bạn. Về đã bật hay vậy tầm khăn cứ dùng mà mơ là nó khang chuyền đai càng kiên cái này. Nên cái khởi nhỏ nó lơ cái này cái hai thả file explorer cứ dùng cái này để dương ạch import rồi có những anh chị bạn thân cái lại nâng cứ chia cái lại đây những anh trục internet phát của ta cam thi Visual Studio Code này cứ chia phép text editor đây những anh bao bán file group phép được chia .html .css rồi có xong bây ta chia group phép có những anh bao bán trong cam thi nâng đây hơi nó khang Chrome này cái hơi thà search hơi về làm sao chia thành khang thế hơi bắt đầu mà tiết source control hơi nâng run này cũng sao thành khang đấy hơi đây thành khang cứ cái lại này cứ cái hơi thà extension chia lập chia cái line để ai cho rau cái extension rồi có chẳng anh giờ sửa sắp cứ chia tool để support được cả là say code rồi có html css dương nắng chẳng đôi giờ dương đôi dương trong ta say tại tông c sharp rồi có c plus plus ấy chẳng cứ viết miền extension để tại tông tận năng phía xa tận năng để chui support dương được trong cả ta say chẳng dương cho tận năng extension ở về tiết kiệm đấy dương từ mở hàng chrome dần cứ miền việt tham anh đấy nít nửa bên này chốt lớn nó cứ viết miền được chia setting để đại sống khác miền keyboard shortcut thôi miền color theme chẳng dừng cho từ color theme nên phải add đồ chia bộ phê được color xong mẹ vào cam thi Visual Studio Code vì miền light theme hay dark theme hay miền bộ phê color xanh xanh tiết dừng cho được nông manage từ tái hay vì miền chia keyboard shortcut keyboard shortcut nó cứ chia bị chia key để dừng ai cho chân lưu keyboard đồng bày thua dừng nghe sửa nó không khá sẽ HTML rồi có sẽ phía xa code xanh xanh ở bàn lượn à lâu cứ dùng chọc cái lại nâng mầm plate hay dùng cho tôi không extension dùng vừa nó bây giờ đây là tôi cho tôi không extension nhìn được cả install chỉ extension mùi dùng nó được có cái này thì chỉ tool mùi dùng nó là mấy support từ lửa cả tôi sẽ HTML hay năng CSS chứng chẳng cứ tool đồ bóng extension đồ bóng này là search biệt tha live server là chỉ extension mỗi đại viên nâng chui ao dùng tôi sẽ website bán lớn một hà nó bê đài dương đặt xe website mà đông đó nhưng tôi sẽ hỏi dương cho tục bảo cờ nơi website bỏ dương làm bởi ở vị trang tên lửa browser dương extension live server nâng cư viên nâng refresh tên lửa browser ở dương đời khuôn ai dương bài cho bảo hỏi vậy tôi ở dương xe hình chân nơi dây hướng xe nâng cư nâng nơi cho tục nông ở manage hỏi cho tục nông setting hỏi ô tên lửa biệt self delay hỏi dương ai đô tự đặt mà bón mình này tham mùi vị tí đời xa tại việc cực tên lửa millisecond chân nhầm sống đã tầm 4 rồi thì bà này chân người dạp là chất màu viên tí cứ viên nâng cell ở dưỡng một đoàn là bê viên cell cứ extension live server nâng cứ viên nâng reload tên lửa browser dưỡng là bây giờ mơ cả đặt đầu HTML dưỡng hơi dưỡng còn tại cho install tên lửa extension bỏ dưỡng nâng máu đời miệng bút tông bích tông viết hạ install nâng à ní cứ đời xa tại nhóm install hào vậy hai bắt đầu mà tiết cứ nên cái soi biệt thả bootstrap để chỉ extension mới để support từ CSS chẳng bắt đầu pin năng cứ nên cái này cho từ file
click លើពាក្យ file នៅខាងឆ្វេងដៃខាងលើហ្នឹងហើយ click នៅលើ open folder មានន័យថាទៅពេល click ហើយអ្នកគ្នាជ្រើសរើស folder ណាមួយដែលអ្នកគ្នាចង់ឲ្យ file website ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងហើយចុច select folder ទៅឬក៏ខ្ញុំចុចបង្កើត right click ហើយខ្ញុំចុច new ហើយបង្កើតជា folder ថ្មីដែលដាក់ឈ្មោះឲ្យវាអីក៏បានដែរហើយយើងចុច select ទៅដល់ពេលដែល select ហើយគឺអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងកន្លែងជួរយើងនេះគឺមាន file explorer នេះនៅពេលដែលចូលទៅ file explorer អ្នកគ្នានឹងឃើញ folder យើងនៅដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតជា html file ដើម្បីសរសេរ html គឺអ្នកគ្នាត្រូវបង្កើត file មួយជាប្រភេទ file html អញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នាចុចទៅលើប៊ូតុងនេះដែលមានពាក្យថា new file ឬក៏ right click ចុច new file ហើយយើងអាចវាយឈ្មោះឲ្យ file យើងអីក៏បានដែរដូចជា hello world ឬក៏អីអីចឹងទៅហើយខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យថា index ហើយយើងថែម .html នៅពីខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដាក់ .html នៅពីខាងក្រោយហើយយើងចុច enter ទៅគឺវានឹងបើកចូលទៅក្នុងនេះហើយនេះគឺជា tab file យើងសម្រាប់ html គឺសរសេរជាសញ្ញាឧទានមួយមកដែលវាមាន function មួយជាមុខងារមួយនៅក្នុង Visual Studio Code គឺគេហៅថា emit ដែលវានឹង correct code ដូចភាសាណាក៏ដោយឲ្យតែសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាព្យាយាម correct ឲ្យយើងថាយើងចង់សរសេរអីហើយដូចយើងមិនបាច់ផងចំណាំតាក់តងទៅនឹងការសរសេរតាក់តង HTML ឬក៏ភាសាផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលសរសេរសញ្ញាឧទានហើយអ្នកអាចចុចសញ្ញាព្រួញចុះឡើងចុះឡើងហើយយើង select យកលើនេះហើយអ្នកចុច enter គឺវានឹង set up ជា HTML ឲ្យយើងអូខេឥឡូវវីដេអូការ set up យើងគឺរួចរាល់អស់ហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរង់ចាំទស្សនានៅវីដេអូតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជម្រាបលា